Hiện nay để xuất khẩu nông sản chính ngạch, nhiều nước trên thế giới yêu cầu nông sản phải có mã số vùng trồng. Ngoài việc truy xuất được nguồn gốc sản phẩm, mã số vùng trồng còn gắn trách nhiệm của các tổ chức cá nhân sản xuất nông sản phải đảm bảo an toàn thực phẩm và kiểm dịch thực vật. Vâng, tuy nhiên ở Nghệ An thì việc cấp mã số vùng trồng cho rau quả tươi hiện vẫn rất hạn chế. Sản phẩm rau mùi tàu của Hợp tác xã Rau Mùi Tàu, xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu hiện đã xuất khẩu sang Hàn Quốc với giá cao hơn gấp 2 đến 3 lần tiêu thụ trong nước. Tuy nhiên, ngoài việc tuân thủ quy trình sản xuất sạch thì yêu cầu bắt buộc là hợp tác xã phải có mã số vùng trồng cung cấp cho bên xuất khẩu. Để xuất khẩu rau mùi tàu mình được sang các thị trường khó tính, thì ngoài các tiêu chuẩn người ta đề ra thì mình sản xuất theo quy trình Việt Gáp, rồi phải có cái mã số của cái vùng trồng để họ có thể truy xuất được nguồn gốc và quá trình sản xuất để được đảm bảo chất lượng. Ở Nghệ An hiện có tới hơn 22.000 ha trồng ken quả với 25 loại hoa quả chính và nhiều vùng chuyên canh rau màu, song việc xuất khẩu vẫn gặp khó do thiếu mã số vùng trồng cũng như cơ sở đóng gói đạt chuẩn. Tại xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Đàn, sản phẩm bơ đã được quy hoạch phát triển xuất khẩu, song vẫn gặp một số khó khăn nhất định. Địa phương gặp những cái khó khăn nhất định, những cái việc mà để mà sơ chế sau sản phẩm của nông nghiệp thì đối với cái tiềm lực của địa phương thì không có khả năng. Chính vì vậy mà địa phương đang còn trước mắt là tập trung để đầu tiên là xây dựng thương hiệu, nhãn mạ, truy xuất nguồn gốc. Hiện cả nước có 17% diện tích ken quả đã được cấp mã số vùng trồng. Tuy nhiên, tỷ lệ này ở Nghệ An vẫn còn thấp. Theo Trung tâm Bảo vệ Thực vật vùng 4, việc cấp mã số vùng trồng có những khó khăn nhất định. Mỗi nước có những tiêu chuẩn khác nhau. Nếu không đáp ứng được yêu cầu về kiểm dịch thực vật và an toàn thực phẩm, thì sản phẩm sẽ bị theo dõi nghiêm ngặt và cấm nhập khẩu. Hiện nay trên thị trường xuất khẩu nông sản phẩm đang nóng lên một cái rào cản kỹ thuật, đó là cái mã số vùng trồng. Thì Nghệ An có tiềm năng rất là lớn ở các cái mặt hàng về nông nghiệp, có rất nhiều sản phẩm rau quả củ quả để xuất khẩu được. Nhưng mà theo đánh giá của tôi thì Nghệ An cũng chưa được nhiều trong cái vấn đề là cấp mã số vùng trồng. Do đó nên để tiến tới được hài hòa cái này, tỉnh cũng như là đặc biệt là Sở Nông nghiệp là hướng dẫn bà con hình thành và cấp cái mã số vùng trồng trên cả cái cây trồng có cái vùng nguyên liệu lớn để chúng ta tiến tới cho cái vấn đề xuất khẩu. Việc cấp và quản lý mã số vùng trồng là yếu tố quan trọng góp phần đẩy mạnh xuất khẩu nông sản. Do đó, ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục đẩy mạnh hướng dẫn các địa phương xây dựng mã số vùng trồng để có đầy đủ dữ liệu về quy mô sản lượng, mùa vụ, thời điểm thu hoạch. Qua đó, chủ động kết nối thông tin với thị trường xuất khẩu.